Chào mừng quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor. Và trước mắt quý vị anh chị đây là 3 phiên bản Ford Everest 2021 đang được bán tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay em Sơn bên đại lý ô tô Ford Thăng Long xin gửi tới quý vị anh chị báo giá của cả 3 phiên bản xe này. Thì ngay từ đầu tháng 6 bên phía bên hãng và bên đại lý cũng đã có những cái chính sách rất là tốt để hỗ trợ cho quý vị anh chị khách hàng mua xe với mức chiết khấu lên đến cả tiền mặt và phụ kiện lên đến hàng trăm triệu đồng từ phía nhà máy và hãng cũng như là phía đại lý. Với 3 phiên bản Ford Everest, bản Titanium Biturbo, bản Titanium một cầu và bản Ford Everest Sport, với các cái màu quý anh chị có thể lựa chọn màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng cát, thì trong tháng này bên em khá là nhiều xe để giao tới quý anh chị, kèm đó là giá rất là hấp dẫn ạ. Đầu tiên là phiên bản thấp nhất trong họ nhà Everest là phiên bản Ford Everest Sport, quý vị anh chị đang nhìn thấy đây. Với phiên bản này thì cũng mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam thôi ạ. Với phiên bản này đang có giá niêm yết là 1 tỷ 112 triệu. Tuy nhiên tại thời điểm này thì quý vị anh chị mua được chiết khấu lên đến 70 triệu đồng tiền mặt, tức là giá bán chỉ còn là 1 tỷ 042 triệu quý vị anh chị nhé. Ngoài ra thì còn tặng kèm phụ kiện nữa. Với chiếc xe này thì tại thời điểm này giá em thấy nó khá là hợp lý so với phiên bản Titanium. Với bản Sport này, quý vị anh chị nếu như mình đăng ký ở tỉnh thì quý vị anh chị chỉ cần thêm cho em là khoảng 120 triệu là ok. Với giá 1 tỷ 042 triệu và thêm khoảng 120 triệu thì đăng ký ở tỉnh. Còn với ở Hà Nội thì quý vị anh chị thêm cho em khoảng 160 triệu nữa. Đó là với chi phí đăng ký ở tỉnh và ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái giá bán và giá đăng ký em sẽ để ở dưới phần mô tả video để quý vị anh chị tiện theo dõi. Với bản Sport thì có màu đen, màu trắng, màu xanh và màu bạc, màu xám. Tiếp theo nữa là phiên bản Titanium một cầu. Thì phiên bản này thì quá là quen thuộc với quý vị anh chị rồi. Titanium một cầu thì tháng này giá cũng khá là tốt quý vị anh chị ạ. Với giá niêm yết là 1 tỷ 181 triệu và đang có mức chiết khấu hiện tại là 80 triệu đồng tiền mặt, là còn bán giao tới tay quý anh chị là 1 tỷ 101 triệu. Với các cái chính sách đăng ký tại Hà Nội và tỉnh thì với ở tỉnh với xe này quý anh chị đăng ký thêm cho em khoảng 125 triệu nữa. Còn với ở Hà Nội thêm cho em khoảng 170 triệu là mình đã thành thân ra xe rồi. Với ví dụ như ở Hà Nội thì khoảng 1 tỷ 270 là xuống đường, còn ở tỉnh thì 1 tỷ 225 thì đó là xuống đường rồi. Đấy, tại thời điểm này thì Everest giá đang rất là tốt. Mặc dù là với Everest luôn luôn là trong vài tháng trở lại đây luôn luôn là chiếm top doanh số các cái mẫu xe SUV tại thị trường Việt Nam, thế nhưng mà hãng cũng rất là để ý hỗ trợ quý khách hàng rất là nhiều về mức giá. Và cuối cùng là phiên bản Everest Titanium Biturbo, là phiên bản cũng là phiên bản được giảm giá sâu nhất. Với giá niêm yết của phiên bản này là 1 tỷ 399 triệu đồng. Thế nhưng quý vị anh chị nếu mua xe thì đang được chiết khấu lên đến 90 triệu đồng quý vị anh chị nhé. 90 triệu đồng, giá bán còn là 1 tỷ 309 triệu. Ngoài ra thì vẫn còn tặng thêm phụ kiện nữa. Với phiên bản này nếu như mình đăng ký ở Hà Nội, quý vị anh chị thêm cho em 200 triệu, tức là nó nhỉnh 1 tỷ rưỡi một chút. Còn ở tỉnh quý vị anh chị thêm cho em khoảng 150 triệu nữa, nó rơi vào khoảng 1 tỷ 460 triệu là lăn bánh xuống đường rồi ạ. Đấy, một mức giá rất là hấp dẫn. Đây, em sẽ quay chi tiết cả 3 phiên bản Biturbo này, Titanium một cầu này và đây là phiên bản Sport. Và ngoài với cái mức giá bán đó ra thì quý vị anh chị đừng quên là nếu như mua với bất kỳ mức giá nào thì sẽ được em Sơn hỗ trợ quý vị anh chị một gói quà đặc biệt, đó là gói kích hoạt tính năng ẩn Việt hóa màn hình trên tất cả các dòng xe Ford Everest. Và đặc biệt nếu như quý vị anh chị mình dùng điện thoại Android thì em Sơn sẽ hỗ trợ quý vị anh chị mình cài đặt ứng dụng để xem YouTube, xem TV ở trên trực tiếp trên màn hình của xe thông qua điện thoại. Quý anh chị lưu ý cho em là em chỉ làm được trên điện thoại Android, còn iPhone thì hiện tại thì chưa làm được quý vị anh chị nhé. Đó là toàn bộ báo giá của
3 phiên bản Ford Everest đang được giảm giá rất là tốt tại thời điểm đầu tháng 6 năm 2021 này. Và ngoài ra thì xe bên em cũng vẫn hỗ trợ quý vị anh chị mình trả góp. Quý vị anh chị chỉ cần bỏ ra tối thiểu là 20% giá trị xe cộng với tiền đăng ký đăng kiểm nữa để mình đã có thể là sở hữu xe được rồi ạ. Và nếu như quý vị anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu báo giá xe cũng như tư vấn về các vấn đề về kỹ thuật về xe thì có thể gọi điện cho em Sơn bên đại lý ô tô Porto Long, em sẽ hỗ trợ tư vấn quý vị anh chị ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý vị anh chị đã xem video.